chào tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Sao Hay Chữ, chương trình cho đài truyền thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và hàng tuần Đại Nghĩa sẽ gặp gỡ quý vị trong chương trình này vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Đây là chương trình để cho những người chơi có thể ôn lại những kiến thức về văn học, về ca dao, về những câu thơ lục bát nổi tiếng của chúng ta. Có thể là do công việc bận rộn rồi thời gian trôi qua, chúng ta cũng đã quên đi ít nhiều. Vậy thì đến với chương trình này, chúng ta sẽ có cơ hội ôm lại những điều đó. Và chúng ta cũng biết kho tàng ca dao của Việt Nam là một kho tàng cực kỳ phong phú, đa dạng, nhiều màu sắc. Mỗi một câu ca dao sẽ là một cái điều mà những người xưa gửi gắm lại cho thế hệ mai sau. Bởi vì từ thời ông bà truyền lại cho cha mẹ, rồi cha mẹ truyền xuống cho con, từ miền này truyền sang cho miền khác. Cho nên đôi khi nó sẽ có những cái sự biến tấu, những cái câu nó hơi khác đi một chút so với những câu thông thường mà ta vẫn nghe quen tai. Và chúng ta gọi đó là những dị bản. Với ca dao Việt Nam thì dị bản nó cũng được xem như là một thuộc tính đặc biệt. Là trong chương trình này chúng tôi sẽ chọn ra những cái câu mà vốn dĩ chúng ta nghe quen tai nhiều hơn. Và những người chơi cũng sẽ phải tìm ra được những cái đáp án của mình là những câu ca dao trùng khớp với đáp án của chương trình. Còn nếu như nó có sai biệt một từ thì coi như là chúng ta cũng không tính, bởi vì xem như đó là những dị bản. Và đó là cái sự tính toán của những người chơi. Và đó cũng tạo nên cái sự hấp dẫn cho chương trình. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ gỡ với những người chơi của ngày hôm nay. Xin chào đón 4 người chơi. Xin chào em, xuống đây nào. Môi trường học hơn hả? Dạ thưa quý vị, bên tay phải Đại Nghĩa bây giờ đây là Phương Hằng, Miko Lan Trinh. Cái gì như hoa hậu quý bà vậy? Dạ, anh nói vậy em là học sinh ngày hôm nay đi học mà thì ham hoa hậu quý bà là sao? Học sinh mà đâu có ai ra mà chào vậy em? Anh mà học sinh mặc đồ kìa trời. Học sinh mặc đồ thiệt là phụ huynh luôn đó. Mặc đồ cho nó nổi bật một tí xíu để chứng tỏ là mình cũng có văn hay chữ đẹp. Ủa, mặc đồ nổi bật thì có liên quan gì cái chuyện mà văn hay chữ đẹp em? Dạ, thì người ta hay nói là rau ông nọ cắm cằm bà kia. Dạ, thầy bói xem voi cái gì đó nhiều lắm. Mới ra mà sổ văn sổ thơ nho này kia quá trời luôn. Hy vọng rằng bữa nay em thành công với chương trình nha. Còn bên tay trái là nghĩa đây, hai anh chàng ca sĩ đẹp trai Đại Nhân và Hồ Việt Trung. Em chào anh Đại Nghĩa. Cái gì đâu mà khoanh tay cú gặp người dữ vậy em? Lễ phép lắm trước giờ rồi. Dạ. Còn em sao Nhân? Sao là sao anh? Ơi, sao cái gương mặt mà giống như là cà khỉa với anh vậy? Tại vì là cái chương trình này em sẽ lòi ra ngu văn, ngu chữ anh ơi. Nhạc sĩ em cũng sáng tác nhạc. Anh đừng có đặt áp lực lên người đúng em không? Thì cái chuyện mà phải có văn thơ đúng trong đầu đúng. Nó là cái chuyện hiển nhiên. Dạ đúng, kiểu như anh gỡ gạc trước anh. Thí dụ một lát mà mình giỏi quá mình nói khiêm tốn. Còn nếu như mà không biết thôi mình đã thú nhận từ đầu kiểu rồi. Kiểu là chơi bằng cái kiểu cái đòn phủ đầu phải không? Đặc biệt là với anh em nghệ sĩ thì đa phần khi còn đi học phổ thông chúng ta sẽ giỏi như môn xã hội, đặc biệt là môn văn. Dạ không? Dạ không. Em ngược lại hả? Em băng A. Dạ em toán lý hóa. Dương lý. Dạ. Còn Hằng? Dạ em cũng vậy. A luôn. Hả? Còn Nhân? Dạ em kiến trúc cũng là A luôn. A luôn. Còn Trung? Dạ em học giỏi lắm. Bây giờ thì mình sẽ phải đến một cái công đoạn nó cũng rất là quan trọng. Mình phải chọn đội, tìm ra được cái người đồng đội phù hợp với mình. Bởi vì đây á sẽ là một cái sự phối hợp ăn ý giữa hai người chơi. Em chọn anh Nghĩa. Em cũng tính nói y chang vậy luôn. Tại vì là đây là người là có kết quả. Thôi đợi anh em mình bốn người đi. Cái gì vậy? Nó tự nó ngoéo cái tay tôi lên luôn vậy đó. Thôi chọn nhau đi. Anh thiệt bớt bám díu vào anh nha. Chúng ta sẽ phải có một cái trò chơi dân gian quen thuộc với chúng ta từ cái thời ấu thơ. Nếu như mà các bạn mà cảm nhận được nhau và đây là cái đối tượng phù hợp với mình thì xem như chúng ta chọn người đó làm đội. Bịt mắt bắt dê. Đó, đó là cái trò anh tính nói với em. Trời sinh cho mình luôn nè. Trời sinh. Đừng có cố tình lấy lòng MC nha. Trò chơi bịt mắt bắt dê lần này không phải là một người bị bịt mà cả bốn người bị bịt luôn. Và các bạn sẽ phải tìm lấy nhau. Bờ vai này vạm vỡ quá. Wow, lưng dài quá. Chắc làm biến lắm đây. Thôi bỏ. Đi qua tìm người khác nha. Và khi nào hai bạn cảm nhận được chúng ta thuộc về nhau thì xem như chúng ta mở mắt ra và đó là một đội. Và bây giờ trò chơi bắt đầu. Bây giờ mọi người im lặng nha. Anh sẽ thay đổi vị trí của mọi người. 3, 2, 1, bắt đầu. Ui, im lặng. Ai vậy?
Ôi bàn tay mình mang quá, ai vậy? Em biết ai rồi. Ai vậy? Đi đỡ té rồi. Đứng yên để cảm nhận. Trời ơi, thấy bóng là biết ai rồi. Sao có đồng ý là của nhau hay không? Em ưng. Còn bên đây? Dạ em chịu anh. Dạ em đồng ý. Em ưng, em chịu, em đồng ý. Vậy thì các bạn là của nhau, chúc mừng. Như vậy là xem như các bạn ấy đã tìm thấy nhau và các bạn cũng cảm thấy rằng là rất là hài lòng. Rồi bây giờ đã có nhau rồi, hãy đặt cho nhau một cái tên nào. Đội của chúng ta lấy tên là gì? Đại Lan. Tại sao vậy? Dạ Đại Nhân với Lan Kinh. Nghe tên hay chứ đúng không? Bên Đại Lan phải không? Bên em Mộc Lan, Mộc Lan, Mộc Lan, Mộc 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 Lan. Trời ơi, dễ thương luôn. Đại là phải con Mộc bên đây chứ. Mời Đại Lan và Mộc Lan về chỗ. Chương trình của chúng ta có tất cả là 3 vòng thi. Mỗi vòng thi có 3 câu hỏi. Đó là những câu ca dao hoặc là những câu thơ lục bát. Và mỗi câu như thế nó hiển thị lên 14 ô. Câu 6 nó là từ A1 cho tới A6. Câu 8 là từ B1 cho tới B8. Thơ lục bát mà là câu 6-8. Và chúng ta sẽ phải mua một lần như vậy được mua tối đa 3 ô để chúng ta lật lên xem coi bên dưới những cái ký tự đó nó là những cái từ gì. Mua bằng gì vậy anh? Bằng tiền chứ em. Trời ơi. Tụi em hả anh? Dĩ nhiên là không. Bởi vì đến với chương trình này thì anh luôn dành cho các em những cái sự ưu ái. Anh sẽ dành tặng cho mỗi đội một số tiền nho nhỏ. 20 triệu. Trời ơi. 20 triệu này nó có thể sẽ tăng lên tùy vào trí nhớ của các em ra sao về những câu ca dao. Trong đó có kèm những lời gợi ý của anh nữa mà. Sau khi nhớ ra, làm gì nữa? Lên đây, chạy thiệt nhanh, quýnh vô cái chiên. Để chi? Coi như là mình mua cái quyền trả lời. Nó là một cái sự đầu tư nghiêm túc, cho nên phải tính luôn cái chuyện là ai sẽ là người phóng lên quýnh chiên. Và bây giờ, chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên, vòng khởi động. Đến với sau hay chữ, đây là vòng 1, vòng khởi động. Vòng 1 khởi động, vòng 1 có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 500.000 đồng. Sau gợi ý, mỗi đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 1 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 10 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bảng thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Ngoài những điều anh đã chia sẻ với các em về luật chơi, chúng ta còn một cái quyền nữa. Cái bảng màu xanh này sẽ mang đến cho chúng ta 3 quyền lợi. Quyền đầu tiên, mua ô chữ miễn phí. Quyền thứ hai, lên quýnh chiên cái âm một cái miễn phí luôn. Đó là quyền mua cái phần trả lời miễn phí của chúng ta. Và cái quyền thứ ba, nếu như tài khoản của chúng ta dưới 5 triệu, lúc đó xin cái quyền cấp vốn. Anh sẽ cấp vốn cho các em. Cấp bao nhiêu thì tùy anh nha. May quá, mối quan hệ của anh với Nghĩa cũng tốt. Hồi nãy em thấy chặt anh Nghĩa nhiều lắm á. Em thấy mà nó chặt Nghĩa nhiều lắm rồi. Em thiệt. Mới ra là thấy liếc anh rồi cà khỉa này kia nữa. Đúng không? Đó. Bên trong hậu trường á, chị Trinh nói là hôm nay anh Nghĩa mặc đồ chói hơn chị. Chị Trinh không có thích anh ơi. Bởi vậy hả, thị phi quá, anh phải nghe em, anh phải tin em, anh thấy không, mặt em thánh thiện hiền lành thôi, em không bao giờ nói những cái câu vậy chưa. Thiệt ra không thấy ai hiền hết á. Thôi tập trung vô cái phần thi của chúng ta đây cả đã, còn cái phần tình cảm bàn sau. Dễ không anh? Rất dễ. Câu số 1, mời ô chữ. Đánh chuông anh. Có biết cái gì đâu mà đánh. Giờ muốn mua ô nào cái đã. Bây giờ thường ca dao tục ngữ cái từ đầu tiên rất là quan trọng. Đúng. Ví dụ công cha như núi Thái Sơn, là nghĩa mẹ như đó, chữ công là biết công rồi không? Dạ đúng. Đó, và dạ, em mua từ A1. A1. B1 luôn hả? Ừ, A1, B1. Với B8. B8. Đầu cuối luôn. Đúng rồi. Gom. A1, B1, B8. Còn bên đây, trung với hàng sao em? A2, B2. A6. A6, B7. Không, ba từ thôi, mua quá vậy. B2 hoặc là B7, tùy anh. B2 đi. B2 đi, em cũng nghĩ. A2, A6 và... B2. B2. Tên đánh chuông cho anh. Chưa, bây giờ sẽ là gợi ý. Sau đó còn mở cái ô lên coi là gì nữa chứ. Gợi ý, câu ca dao nhắc nhở mọi người đừng bao giờ quên nguồn cội của mình. Mời ô chữ. Con người. Cái gì vậy? Cái này quen lắm á anh ơi. Rồi, biết rồi. Con người, con người. Cái gì? Từ từ. Nhanh lên, nhanh lên.
Bên đây đại nhân trước, bên kia hù tôi đúng không? Cùng đọc một nào. Nhịp. Bây giờ phải cân nhắc lại cho chính xác, bởi vì nếu như mà mình đọc ra mà sai á là thì sẽ em... là một cái sự gợi ý cho bên kia. Đúng rồi đấy. Đúng rồi, đừng bình tĩnh không dễ chân. Căng lắm nha. Đúng rồi đó anh. Cái gì chứ, tưởng cái gì chứ mấy cái câu này á không có biết. Ngày xưa đi học cô dạy không có đâu, lớp 3 cô giáo dạy nhớ không? Câu này là suy luận thôi, suy luận. Cô giáo dạy thì nhớ em biết. Lớp 3 hỏi là cô giáo dạy luôn. Biết thì đợi câu trả lời đi này, nhắc thì nè trả lời đi. Con người chấm 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 tâm. Im lặng, đừng có chơi quánh đòn hù. Đây, đọc. Con người có cổ có tông, như cây nhớ cội, như cây nhớ cội, như sông nhớ nguồn. Chốt chưa? Có tổ có tông như sao nhớ. Ok. Con người có tổ có tông, như cây nhớ cội, như cây nhớ nước, như sông nhớ nguồn. Như cây nhớ cội hả? Rồi rồi, bảy rồi. Đâu vậy? Sai rồi. Như cây nhớ cội, như sông nhớ nguồn. Chốt chưa? Chốt. Chắc sai vậy. Mời hai em về chỗ, cả cái dùi cho anh phóng lên tranh giành. Nếu như bên đây trả lời sai thì đương nhiên là tới lượt bên mình, không cần phải tranh giành. Có bị trừ 1 triệu không anh? Có chứ. Bên kia ngồi xuống đi, có gì đâu vội. Bên đây đúng hết rồi. Chiên này kia đâu khởi động đâu. Đại nhân và Miko đã rất dõng dạc đọc lên. Có người có tổ có tông, như cây nhớ cội, như sông nhớ nguồn. Đây là đáp án. Sai. Trời ơi. Sao bên mình có lên không? Lên luôn anh. Coi tôi nè. Câu đầu là chị đúng nè, nhưng câu sau là chị sai nè. À, anh sẽ bẻ tụi em lại lên nha. Gõ chiên. Nè, hey. Đó, thấy không? Để cái này nè. Sao em? Con người có tổ có tông. Đó. Là đúng. Như cây có. Như cây có lá. Cũng có cội mà không phải nhớ đâu, mình là có. Như cây có cội, như sông có nguồn. Chốt chưa? Cây có cành. Đó gì? Đó, chữ cái chỉ phân nghe cái chữ là chữ đó có đó. Có người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Chốt chưa? Chốt. Mời các em về chỗ. Như vậy là bên đội Mộc Lan, các bạn đọc lại cái câu cũng giống như đội Đại Lan, chỉ có khác nhau bên đây là nhớ, bên đây là có. Vậy thì bây giờ anh sẽ mở đúng cái ô mà các em khác biệt với bên kia, B3 và B7. Hồi nãy bé Trinh đòi mấy cái chữ ở giữa giữa thấy chưa? Để coi lật cái ô B3 và B7 lên nó là từ gì nha. Mời ô chữ. Trời ơi. Trời ơi. Ta là có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Đúng là có rồi, ai nghĩ là tiểu nhớ chi cho không em tại vì sao vậy? Cái câu tục ngữ thì nó đơn giản thôi chứ. Người ta nói con người có tổ có tông tức là có ông bà cha mẹ mình. Dạ. Thì giống như cái cây nó phải có cái cội. À. Trừ khi nào con người nhớ tổ nhớ tông. Đúng rồi. Phải nhớ rằng là ca dao là cái luật gieo vần bằng trách, nhất là trong thể thơ lục bát. Ra anh không nói rằng các em sai nha. Anh nói ca dao nó có rất là nhiều những dị bản. Nè, thì có cái câu của em là một dị bản, nhưng mà cái câu mà trùng khớp với đáp án là cái câu này. Bên kia hên hơn. Hoặc là mà. Có cái câu dị bản thế này nữa nè. Ta nói là con người có cố có ông, tức là rất nhiều những cái dị bản, bởi vì do cái tính chất truyền khẩu qua từng thế hệ khác nhau, từng vùng miền khác nhau, cho nên nó có cái sự khác biệt là như vậy. 10 triệu dành cho đội Mộc Lan. Em cảm thấy không hài lòng vì cái câu mà chị Trinh nói là bên kia hên thôi. Tại vì chị Trinh được trả lời trước đúng không anh Trung? Anh đã nhường cho em lên trước. Nhưng mà là em với anh Trung đã nói được cái chữ có trước rồi. Bên kia đọc nhớ là tụi em không biết là đúng. Đó là đường dài mới biết ngựa hay. Dạ. Nói đi rồi thôi. Ngồi xuống. Câu 2, mời ô chữ. Lần này thì anh sợ bên đây trước. Mình muốn mua ô nào? Em thì thích mua mặt tiền. Ở nhà mặt tiền có giá hơn đó anh. Vô hẻm yên tĩnh hơn em ơi. Vô hẻm yên tĩnh hơn. Cách sống của hai người này khác nhau quá ha. Thôi bây giờ vậy. Thường thường những cái câu cái dao này thường là câu đầu với câu cuối là nó theo vần thì mình dễ hơn. Thường là A6 A7 là A6 với B6 là gieo vần với nhau. Ở lộn. A6 với B7. B6 lộn. Rồi bây giờ chọn gì? Em chọn đi, anh nhường cho em đó. Thì là anh chọn A6 với lại B6 đúng không? Ừ. A6 B6 với A1. Rồi, đợi em chọn A1, A6, B6. Còn nhà mình bên đây. Giờ mỗi vòng em tiết kiệm được một ô hai ô đi đựng 1 triệu 2 triệu đâu để làm cái gì đâu. Vậy là anh muốn mua 3. Mua 3 ô luôn. Anh phải hào sảng vậy em mới thích. Dạ vậy em để anh chọn đó. Cái B3 nãy mình sai nè. Mình chọn B3. Mình chọn B3. B3. B1 nè. B1. Rồi A3. A3 luôn. Bây giờ anh sẽ đọc gợi ý. Đây là một câu thơ trong truyền Kiều. Mời ô chữ. Trời ơi. Em biết câu sao? Em biết câu đầu. Em biết câu sao à? Em biết câu sao?
Câu này hồi mình học phổ thông mình có học rồi đó. Dạ đúng rồi. Học về kiều đó. Lớp 8, lớp 9 là mình có học rồi. Bởi vậy nãy chọn A1, A3 là nãy chị chọn A2 rồi. Là em biết. A2 là tôi biết luôn. Tự nhiên A1, A3 y chang nhau à. Chọn cái gì mà ba cái từ cảnh hiện lên. Thế này các em, bây giờ bình tĩnh, ngồi xuống. Nếu như bây giờ cả hai đội không có câu trả lời bây giờ thì xem như mình lướt qua cái lượt trả lời đầu tiên. Anh bây giờ em trả lời nửa câu 5 triệu thôi không cũng được. Mình sẽ mở một đợt mua với mỗi nhà 3 từ mới nữa. Được, em mời bên kia mua trước. Thôi mà chị mua trước. Chị mời em là em mời chị mua trước. Chị mời chị. Bình tĩnh. Dạ, giờ anh muốn sao? Bây giờ mỗi thì giờ chia ra mỗi người một ô. Đúng rồi. Ok. Là công bằng luôn. Rồi, bên em trước muốn mua ô nào? Dạ, ô A2. Đúng không? A2. 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 Thôi A4 đi. A4. Ô A2 và A4 chuẩn bị mở ra kìa. Mở ô chữ. Em biết rồi. Trời ơi. Em trước rồi, nói chưa. Mà thật ra là Nhân cũng gõ cái chiên trước. Em đại diện cho đội của em xin lỗi anh. Bạn của em hôm nay mặc đồ hơi nổi mà làm chuyện đổ trội nữa. Rồi, phải có một cái pha chiến chậm ha. Cảnh nào cảnh chẳng vương sầu. Người buồn. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chốt chưa? Dạ chốt. Cảnh nào cảnh chẳng vương sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tại vì sao từ vui với từ vương nó có vần. Ủa chứ vương rồi mắc dính gì tới cái chữ vui. Nó có chữ vờ chứ đâu anh. Lục bát là gieo vần cái từ 6 với lại cái từ 6 của câu 8. 2, 4, 6. Hay không? Chứ không có liên quan gì tới cái từ kia hết trơn á. Đây là đáp án không chính xác. Trời ơi. Mỗi đội mua mới có một từ thôi. Bây giờ các bạn muốn mua thêm không? Không, bây giờ mình tiếp gì mình liều đi em. Mua đi chứ em nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Hơn một lần thôi chứ. Chà, cái câu này anh tưởng là dễ mà quá ra lại khó với các em ha. Nó khó dạ. Ngay một cái từ mà rất là dễ lộn anh. Anh gõ mạnh mẽ giọng dạc lên giùm em đi. Gì? Gõ kiểu Hồ Việt Trung xíu ơi. Gõ Hồ Việt đó. Đọc. Cảnh nào cảnh chẳng âu sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Sai. Chốt chưa? Dạ chốt. Chốt. Cảnh nào cảnh chẳng âu sầu. Đây là đáp án sai. Em đoán lại nữa được không anh? Rõ chiên. Ê, trừ 1 triệu nữa hả? 1 triệu. Cảnh nào cảnh chẳng mang sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chốt chưa? Chốt. Em cũng nghĩ vậy mà em thấy nó không có văn chương lắm. Cho lấy cái danh dự chứ. Em muốn lấy danh dự à? Em mất luôn hả anh? Em mất luôn. Nhưng mà từ đầu đến giờ em chưa có được danh dự nha. Chưa đúng được câu nào hết. Cho nên là bây giờ cũng vậy em nha. Ừ, chia buồn với em sai rồi. Trời ơi. Bên đây có muốn trả lời không? Đây là lượt trả lời cuối cùng. Sai đúng một từ thôi. Chắc không? Chắc không? Chắc không? Theo vốn kinh nghiệm em chỉ còn một từ đó đưa vào là hợp nhất. Ok anh luôn. Có muốn lật cái ô miễn phí lên không? Đội nào muốn sử dụng cái quyền đó. Lật cái đó lên là được miễn phí. Hay là bây giờ sử dụng cái quyền mà trả lời miễn phí đi. Trời, bên đó có 10 triệu mà bên đó tính sao toán quá. Sao kêu quá vậy? Đó, bây giờ vấn đề là bên em dám bỏ cái quyền đó không? Hy sinh quyền đó không? Chơi thoải mái đi, có gì đâu. Thì đúng mà bên em có tiền mà. Ừ, rồi. Rồi nha. Rồi. Dạ. Rồi. Alo. Thưa quý vị. Em xin được đọc thơ, làm thơ. Cảnh nào cảnh chẳng u sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chốt không? Mà em vẫn cảm giác nó chưa có đã. Nhưng mà giờ không còn chữ nào để chọn hết á. Sầu rồi nặng sầu. Hết từ rồi em. Dưỡng sầu. Không đúng một cái nào luôn không nha. Không đúng một cái nào. Mỗi một từ nó đều có những cái ý nghĩa của nó. Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ chọn một cái từ nào đó để đưa vào trong cái câu thơ của mình. Miko, em vẫn còn một lần để trả lời đó. Em muốn trả lời không? Dạ không đâu. Thôi bây giờ mình chọn cái mở ô miễn phí đi. Đáp án mà đội Hồ Việt Trung đưa ra là đáp án sai. U sầu là sai nha. Rồi tụi em bỏ 500 ngàn ra mua anh á. Không cần 500 ngàn, hết quyền mua rồi. Bây giờ dùng quyền miễn phí. Dùng quyền mở ô miễn phí. Mở ô nào? Ô A5 anh. Chuẩn bị. Mở ô chữ. Đi. Nói vậy, bên đây xui mà bên đây nhanh. Ai đây trước vô. Tội nghiệp đồng đội em. Dạ, thưa bà con, cô bác. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đó là đáp án chính xác. Yeah. 10 triệu thuộc về đội Đại Lan. Nếu như chúng ta thay cái từ đeo bằng những cái từ mà nãy giờ các em đưa vào á, u sầu, nặng sầu, vương sầu bình thường, nhưng đeo sầu
nó lạ lắm, ít có ai mà sử dụng một cái nỗi buồn nào đó nó nặng trĩu á, đẳng cấp lỡ đó anh. Thì bởi vậy anh mới nói rằng trong truyện Kiều từng câu từng từ nó đều có cái giá trị của nó. Và ngày hôm nay chúng ta nhớ một câu thơ rồi đúng không? Một không câu bao giờ quên được. Không bao giờ quên nè. Không bao giờ quên được nha. Tốn quá nhiều tiền. Câu số 3, mời ô chữ. Bây giờ đến lượt nhà mình mới đây chọn trước. Hay là thôi mình giữ tiền lại mình mua ít thôi. Thôi vậy thôi chơi an toàn đi hả? A1 đi ha. A1 phải biết. A1, B1. Còn Mộc Lan. A6, B8. Gợi ý. Câu ca dao nói về người chăm chỉ làm ăn thì sẽ thành công hơn so với người lười biếng rượu chè. Mời ô chữ. Đoán đi. Rõ đi. Mua ít quá đoán không ra phải không? Giờ muốn mua thêm không? Giàu có thì đi ăn rồi. Trưa. Mỗi nhà được mua thêm một ô nữa. Nhưng mà anh em đang xếp chữ. Thôi mua A2 đi. A2. Rồi bên đây A2 bên kia. Bên đây không mua. Cái gì mà một sự giả dối thế này. Không lên được luôn. Bây giờ chơi chiêu đó đúng không? Mở ra thử coi bên đây mình đoán. Tại vì sao anh? Tụi em có biết đâu, mua cũng vậy thôi à. Tại vì nếu mà mua nhiều thêm chút nữa thì mới đoán được. Trời ơi, tôi rõ ràng là tôi nhớ phân bán con này. Không đủ tiền nè, đưa tiền nè. Mua đi, đưa tiền không nè. Giàu đâu nữa. Mua A5 đi. B4. Mua B4. Mở ra. Chơi đi. Vậy? Mình mới có 10 triệu. Nhà mình là phong cách sang trọng. Sao gõ yếu vậy? Dạ không tự tin anh. 1 triệu. Gõ mạnh gõ nhẹ gì đều 1 triệu hết. Nói nhỏ cho anh nghe mình. Nói đi. Miko vừa mới nói nhỏ vào tai có nghĩa rằng sai đúng thôi, không cho bên kia biết. Giàu đâu cho kẻ ngủ trưa, sang đâu cho kẻ say sưa tối ngày. Chốt không? Chốt. Chốt. Không chắc lắm nhưng mà chốt anh. Chốt. Không chắc mà chốt. Đây là đáp án. Thay đổi từ đầu cục diện tới giờ hình ảnh của tụi anh em tụi mình luôn. Là thời mình tới luôn. Đúng rồi. Lên luôn. Là thời chưa tới. Mém đúng chưa đúng. Trời ơi. Mém đúng rồi. Đánh chia. Cái gì? Không chắc thì mở đi. Anh biết thì anh đâu có hỏi em. Tốn 1 triệu giống bên đây là như nhau. Còn nếu không trả lời miễn phí nè em. Dụng quyền trả lời miễn phí đi. Trả lời miễn phí. Trả lời miễn phí. Ok. Lên đánh chia. Không tốn tiền. Alo. Alo nè. Alo. Vậy xin đọc rằng giàu đâu cho kẻ ngủ trưa, sang đâu cho kẻ say sưa. Năm giây. Giàu đâu cho kẻ ngủ trưa, sang đâu cho kẻ say sưa đêm ngày. Chốt không? Chốt. Đây là đáp án sai. Tại vì không biết. Sẽ công bố rất nhanh, không có gì nuối tiếc cả. Bây giờ chúng ta đã trả lời sai hết cả hai đội, cho nên mình sẽ mở bán một lượt tiếp theo nữa. Mỗi đội sẽ mua được 3 ô chữ. Mời nhà mình bên đây. A3. Em mua A3 nè. B5, B7. B5, B7. Bên em thì... Chắc là... Phải... Thì rồi, mua thêm chữ A3, B3 đi. Mua A5 đi. Mua A5 không? Rồi ok, thôi kệ ta. Mời ô chữ, chuẩn bị lên nè. Ra. Rồi đây. Đây. Đấy chưa? Đến đi chưa? Bên này trước. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày. Chốt chưa? Chốt. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày. Và đây là đáp án chính xác. Yeah. Mình phải giữ phòng hóa. Tụi mình cũng giỏi chứ đúng không anh? Giàu nó không có đến với mấy cái người mà suốt ngày ngủ trưa, không có lo làm lụng như trơn trọi, thì cái sang đâu có đến với cái kẻ say sưa tối ngày. Đúng rồi. Bây giờ mới đoán ra thì đó. Giờ mua cái ô A3 đó thì đó. 10 triệu dành cho Đại Lan thì đó. Đây đáp án ban đầu á không sai, nhưng mà đó là những cái dị bản. Còn đây là cái phương án mà nó trùng khớp với cái đáp án của chương trình, cho nên chúng ta ghi nhận vậy thôi. Và như vậy là chúng ta đã khép lại vòng thi đầu tiên. Hiện nay số tiền thưởng của hai đội như sau: Đại Lan 27.500.000 đồng. Yeah. Mộc Lan 23.500.000 đồng. Chênh lệch nhau có mấy triệu không là gì cả. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với vòng thi thứ hai. Và vòng này có những cái điều hấp dẫn, bất ngờ, thú vị như thế nào? Hãy quay trở lại với chúng tôi sau ít phút nữa nha thưa quý vị.
Do đó quý vị khán giả đến với Sao Hay Chữ. Đây là vòng thi thứ hai có tên là Ô Chữ Độc Quyền. Vòng 2 Ô Chữ Độc Quyền. Vòng 2 có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội được mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 1 triệu đồng. Đội chơi chỉ được thấy ô chữ mình đã mua. Hai đội được quyền mua bán ô chữ của nhau. Sau gợi ý, đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 2 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bản thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Sau vòng này, đội nào còn tổng số tiền cao hơn sẽ chiến thắng, bước vào vòng 3. Ta mua ô nào thì chỉ có chúng ta nhìn thấy mà thôi. Em thấy vậy hay. Anh cho em trước khi bắt đầu chơi em gửi một lời khen. Tại vì em không nghĩ là ca dao tục ngữ mà lại có thể gắn với ăn thua mà nó vui đến như vậy. Thôi em đúng không được nói sớm. Tại vì nãy mình hên thôi chứ. Em nói vui thôi mà, đâu nói mình khôn hay gì đâu. Chứ lỡ mà thua dòng này thì nó nhục lắm anh. Không sao cả, bởi vì như anh nói là ca dao của chúng ta nó rất là phong phú đa dạng. Các em đưa ra những đáp án không có sai, chẳng qua đó là những dị bản mà nó không có trùng khớp với đáp án của chương trình mà thôi. Nếu như mình nắm giữ trong tay những cái từ then chốt, những cái từ quan trọng, mình có quyền mình rao bán. Mua 1 triệu bán 10 triệu là chuyện bình thường. Giống như ngày xưa học trò muốn đến với lớp học của thầy đồ phải đóng tiền cho thầy, đem quà tới hay cái đó, gì đó. Đó là mua có chữ phí. Phải yêu lấy thầy. Bây giờ cũng vậy, chúng ta đi học phải đóng tiền cho nhà trường, cho nên chúng ta cũng đang làm cái việc tương tự như thế. Hồi nãy em thắng rồi, giờ em đóng học phí nhiều lắm. Cho nên để công bằng, mời hai cô gái quánh tù xì, bên nào thắng mới đó mua trước. Rồi quánh tù xì, 1, 2, 3 rồi thua nha. Trời ơi anh nghĩ anh mình được quyền mua trước. Dạ. Mời câu hỏi. Và ở vòng này theo anh đừng nên tiếc tiền đầu tư, mình cứ mua đi, nếu không xài được mình bán cho bên kia cũng được. Đúng. Đó. A1, A6 với B1. A1, A6, B1. Còn nhà bên đây, Đại Lan. Nếu như mà mình chọn A2 thì mình có thể biết được A1 không? Có khi đó là một cái từ ghép. A2, B8 cũng quan trọng thì A2, mình có thể bán lại được cho bên đó. A2, B8, D5. B5, B8. A2, B5, B8. Các bạn đã tính toán rất là kỹ cái việc là chọn mua những cái ô nào mà có thể gợi cho mình những cái ý tưởng về những câu ca dao quen thuộc. Đây, gợi ý cho các bạn như sau. Câu ca dao có nhắc đến tên một loại quả trong nghi thức cưới hỏi mời ô chữ. Ý tưởng gì chưa? Các bạn có muốn mua lại của nhau không? Em muốn mua cái khác anh. Em bên đó không hề vô cái gì chiến lược của tụi em đâu có thèm. Vậy thì bây giờ anh hỏi, nếu như các bạn không có câu trả lời thì chúng ta sẽ mở lượt mua mới. Có câu trả lời không? Bên đó biết gì đâu, bên đó đợi bên này không à. Nếu không thì chúng ta sẽ mở lượt mua mới nè. Mua mới. Không có câu trả lời và chúng ta sẽ mở lượt mua mới. Lần này thì mời đội Đại Lan mua trước. Chọn 3 ô đi anh, đừng có tiếc tiền. A3, A4 không? Anh biết rồi đúng không? Cái này biết chưa, rồi chưa, đúng không? Chưa. Khó em nè. Em B3. Ừ, B3 với A3 nó. A3, B3 và... Vậy B6. B6 hay B7 ta? Tùy anh. B6 đi. B6, rồi. Ok. A4, B3, B6. Hay quá. Bên đây. Đội em tính toán là sẽ mua B4 và B7. Hai ô thôi à? Em có hai ô này. B4 và B7. Mời ô chữ. Thấy chưa, anh đúng rồi thấy chưa? Mua bên kia lại đi những cái ô mà mình đang cần nè, đó. Mình giữ bên đây hết trơn luôn á, mình giữ hết á. Bên kia có muốn bán, muốn mua nhưng gì không? Mình là chữ Mộc Lan. Chữ nắm hết. Bây giờ có muốn mua không nè? Bên đây còn được mua thêm một ô nữa nè nếu muốn. Em muốn mua thêm ô đúng không? Mua thêm một ô nữa. Em mua... Mua đâu được, bị mua hết rồi. Thì giờ mua lại của người ta đi. Em muốn mua B3. Bên kia bán bao nhiêu B3? Trời, cái B3 là cực kỳ quan trọng luôn á. Nghĩ sao không bán B3 đâu. Mình biết mà, mình bán được mà, có sao đâu. Bán giá cao một chút. B3 10 triệu. Thôi, bên đây mua trước đi, bên kia mua sau. B4. Bên này muốn mua B4. B4 mà mình không có bán. Trời. Tại vì thiên thu bên kia không bao giờ đoán được chữ B4 là chữ gì. Mình đã biết cái từ đó từ gì rồi thì tôi bán đi. Cho dù nếu như mà họ có trả lời được thì mình cũng có được số tiền gỡ lại cái tiền mình đầu tư nãy giờ nè. Bán bao nhiêu? Bên kia muốn mua B4 đó. 10 triệu. 10 triệu mua không? Nếu như biết được cái từ B4 mình đoán được nguyên câu này, chơi luôn. Mình trả giá đi. 5 triệu đi, 10 triệu là nửa giải thưởng rồi, ai mua? Bên đây mà không mua bên kia cũng có đoán được đâu.
phải có qua có lại chứ, bây giờ đây không mua bên đó cũng chết. Bên này chỉ có bên kia chỉ cần một chữ này thôi là bên kia biết liền. Không, chưa chắc. Chắc bên đây A1 không biết nè. Chơi công bằng luôn, em không mua. Bán anh rồi, em chỉ bán thôi rồi em dọn nhà đi chỗ khác. Ủa anh lên mà anh nói một cái là mấy đứa biết từ đó chị, từ gì rồi. Chị thấy con đường của em đi từ hồi đầu chương trình tới giờ là đợi chị đọc xong rồi em lên em sửa mà chị biết mà. Thì chị có mua không? Chị mua với giá 7 triệu đồng. Ờ, cái gì 7 triệu? Thôi, hồi nãy một từ 3 5 triệu em còn chưa bán mà. Bây giờ bán B4 thì bán. Còn nếu mà A1 thì A1 không bán đâu. Em thấy chưa, hồi nãy đúng ra mình mua tốn 7 triệu, 10 triệu thì mình tốn có 5 triệu mình mua được B4 rồi. Mua B4. Mua B4, bán. Úp cái từ B4 bên đây lại. Lật B4 bên đây. Anh được gõ rồi hả? Rồi. Gõ chi không? Rõ, trả lời miễn rồi. Phí. Sử dụng quyền trả lời miễn phí. Nhưng mà A1 có chắc không vậy? Bên sai bên đây cái bên kia đúng liền ngay lập tức. Rồi. Cái câu này là nó dễ thương lắm nên nó sẽ là thương. Em nghĩ là thương á. Rồi chơi. Thương nhau trầu bổ làm đôi, ghét nhau câu 6 bổ ra làm 10. Em phải nhớ rằng lục bát phải gieo vần từ 6 của câu trên, nó phải là vần với cái từ 6 của câu 8 ở dưới. Thương nhau thì bổ làm đôi đúng rồi chứ sao bổ làm một. Rồi làm rồi. Sao mà dưới cái từ ra nó vần với từ đôi được ông? Thương nhau trầu bổ làm 3, ghét nhau câu 6 bổ ra làm 10. Chốt không? Chốt. Nghe thấy phi lý rồi không quý vị? Ai nói trầu mà bổ? Đây là đáp án sai. Nhưng mà sao trên đây có từ bổ lại đây không? Rồi im lặng mình suy nghĩ thôi. Im lặng. Đây, bên kia mình có đáp án hay không? Dạ có anh. Có. Gõ chiên. Hay. Đọc nè. Em sẽ đọc nha. Yêu nhau câu bổ làm ba, ghét nhau câu 6 bổ ra làm 10. Chốt chưa? Dạ chốt. Dạ chốt. Yêu nhau câu bổ làm 3, ghét nhau câu 6 bổ ra làm 10. Chính xác. Yeah. Chưa? Cái gợi ý của anh có nhắc nè, nhắc về một loại quả trong nghi thức cưới hỏi. Ở dưới mình đã có câu rồi, bên trên tự nhiên thọt vô cái lá trầu một chí. Tại vì tụi em nghĩ là đám cưới thì có câu trầu. 20 triệu dành cho đội Mộc Lan. Câu số 2, mời câu hỏi. Mời, chọn mua trước nè. Bên đây A1, A2 là sẽ giống cái B1, B2 hoặc đối là cái B1, B2. Đó, A1, B2, B8. Ok, chốt. Bên đây, nhà mình muốn mua ô nào? Bên em là B1, B3 và A6. B1, B3 và A6. Gợi ý, câu ca dao khuyên chúng ta nên biết chừng mực trong nghệ thuật giao tiếp. Mời ô chữ. Các em có câu trả lời nào không? Em không có một cái câu ca dao tục ngữ nào mà có chữ nhàm trong cuộc đời. Trời đất ơi, bà nói luôn. À, chết rồi. Nhưng mà đâu biết vị trí nào. Em à. Em nhu rồi, em. Im lặng. Có câu trả lời không? Nếu không thì mình khép lại và mình mở ra lượt mua mới. Bên đó mình nói về mới nói chữ B hay B2 phải không? Ờ, bên đó nói B1 đó. Cái nhà B2 phải không? Lên! Ủa, anh biết không? Chắc biết à. Cứ nghĩ đi, kệ nó biết đi. Rồi. Biết rồi, nhưng mà câu nãy mình đúng rồi. Nếu không bây giờ nhường trước cho nó. Mua nữa đi, từ từ đi. Thôi mình cho vui xíu, mua nữa đi cho vui. Trung, em còn quyền lật một ô miễn phí muốn sử dụng luôn không? Dung, quyền mua một ô miễn phí. Ô nào? A2 đi. A2. Mời mở ô A2. Bây giờ có ai có câu trả lời không? Dạ không anh. Hay mình khép lại cái lượt này tại đây. Mua tiếp. Mua tiếp anh ơi. Bên đây sao Mộc Lan? Dạ mua tiếp. Mở ra lượt mua mới. Mỗi đội sẽ mua được thêm 3 ô. A3, B5 và B7 anh. A3, B5, B7. Bên đây Đại Lan, mua ô nào? B6. A4. A5 thì vậy thôi, cả A5. Mua A4, A5, B6. Mở ô chữ. Thấy giờ. Ồ, cũng thua luôn rồi. Giờ nè, nếu muốn biết thêm á thì chỉ còn cách chúng ta mua lại của nhau thôi. Trời ơi, khó quá à, khó quá, 2-3 từ mình không biết luôn kìa. A6 không biết. Mua lại đi. B7 không biết, B5 không biết. Bên đây có muốn mua bán gì không? Chưa chắc. Đợi, bên này muốn mua B5. B5, B5, B7. Bán đi, bán giá cao một chút. Mình bán 2 chữ dẫu vậy rồi. Không, không nghe, không nghe. B5 của em ra đó. Trời ơi, trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, bên này không nghe. Các bạn nói gì vậy anh? À, anh không có dám lặp lại. Bán B5 đúng không? Dạ. Bán bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu mua không? Mua. Mua 5 triệu B5 đóng lại. Rồi em mua bên đây. Từ từ, bình tĩnh. Từ từ. Mở ra bên đây B5. Trời ơi. Bây giờ bên kia người ta muốn mua B8 kìa. 15.
từ B8 rất là khó. Mà bên đó đang hơn bên đây. Từ B8 từ gì em? mà bên đó đang hơn bên đây tới 20 triệu. Nên thành ra mình mạn phép bán mắc một chút. 15 triệu thì hơi quá đáng, bán 10 triệu coi như lấy lại 5 triệu. Hồi nãy người ta bán bên kia 5 triệu mà giờ mình kia bán 10 triệu lại. Trời ơi, sau cái này lên á, chạy lên bên đây trả lời sai, bên kia vẫn có thể ăn lại nữa. Sao lỡ bên này sai luôn sao? Ăn mày. Cái B8 mày công nhận khó thiệt đó. Gì vậy trời à? Có không? Có gì không? Có mua không? Có mua không? Có mua không? Rồi, 2 triệu. Sao? Đọc trên nghe đáp án coi. Rượu ngon uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay thành nhàm. Nó cũng nhàm. Nó cũng nhàm, cũng nhàm. À, rượu ngon uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. Chốt chưa? Dạ chốt ạ. Chốt đúng không? Trung coi chừng sập cái bàn ăn của anh Trung. Phải chi mà nó sai nhiều, anh không có tiếc. Vậy là cái này rồi. Nó sai có một từ một thôi. Rồi, anh đau đúng đớn. Rồi. Sai. Bên đây có đáp án không? Gọi chi? Mốt mình biết không trả lời trước nữa đâu. Sao? À, em xin trả lời là rượu nhạt uống. Nãy bên kia uống gì anh? Uống lắm. Rượu nhạt uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. Chốt chưa? Ủa, đọc lại chị nghe hình như hơi trẹo trẹo xíu. Đọc lại giùm. Không sao đâu, cô máy quay rồi, chắc gì lên mở lên nghe lại. Thì giờ anh hỏi chốt chưa? Dạ chốt. Chốt. Đây là đáp án đúng. 20 triệu dành cho Mộc Lan. Còn một câu số 3 đây nè. Câu này hy vọng chúng ta lấy lại những gì đã mất nha. Cũng là câu cuối cùng của vòng 2 này, xem như là cái câu quyết định. Và trước khi đến với câu 3, anh xin thông báo với đội Đài Loan một tin vui. Hiện nay tài khoản của đội chúng ta âm hết. Đâu không sao âm được, mình giàu mà em. Giàu lắm. Anh nói ra mà anh cảm giác anh đau lòng á. Không sao anh. Anh muốn là các em phải làm cái số tiền nó tăng lên. Nhưng mà cũng có những khi chúng ta gặp sự cố trong cuộc sống. Là bên cận kề bên bờ vực của phá sản là em đó Nhân. Ủa vậy hả? Ừ. Số tiền của chúng ta còn lại bây giờ là 3.500.000 đồng nha. Trời ơi, cũng đủ hai anh em mình về xe. Cho nên bây giờ chúng ta còn một quyền nữa. Cấp vốn. Cấp vốn ạ. À. Dạ, dòng từ thiện. Xa cơ lỡ giận rồi mọi người. Anh cấp bao nhiêu là tùy vào cái tình cảm của anh dành cho cái đội đó nhiều hay ít. Dạ anh. Nãy giờ anh đứng trên đây chắc cũng mỏi tay lắm, cầm đáp án nó cũng hơi lên. Cởi áo nữa. Dạ, em chỉnh nâng khăn sửa túi cho anh. Mà bây giờ anh thấy đó, tụi em chơi rất là hết mình, đúng không? Đâu có nỡ nào mà cấp ít được. Có nhiều cái mà ghim gút trong lòng lắm. Đâu, anh ở đâu để em gỡ ra cho anh. Tính mấy lần ăn cắp cái dùi của tôi. Lẽ ra cấp cho tới 20 triệu nữa. Dạ, em xin lỗi. Làm sao coi cho được thì tính. Dạ, anh cấp 18 triệu cũng được anh. Ban đầu anh đã cấp cho tụi em 20 triệu mà các em đã không sử dụng một cách hợp lý hiệu quả, để còn có 3.5 triệu. Tức là bây giờ anh cấp cho em bao nhiêu phải không? Kết thúc vòng này sẽ phải trừ lại cái khoản tiền vậy đó. Đó, anh nói rõ ràng không? Vay mới trả, anh phải cấp cho em nhiều em mới có tiền em trả anh. Bây giờ anh cấp em ít, em thua em không trả đồng nào luôn. Bây giờ mà cấp cho em nhiều em thua trắng là anh sạc nghiệp anh luôn à? Không thua được, anh phải tin chứ, anh phải tin chứ. Anh sẽ cấp cho em một cái số vốn nằm trong cái sự an toàn của mình nha. 3.5 triệu còn lại. Mua 3 ô, mỗi ô là 1 triệu là hết 3 triệu nè. Cho là mua 2 lượt đi là hết 6 triệu đúng đó. Không? Lên gõ cái pen là hết 8 triệu đúng không? Đã 8 triệu. Rồi nếu gõ cái pen thêm cái nữa là hết 10 triệu đúng đó. Không? Rồi còn đổi, còn trao đổi qua lại. Trao đổi qua lại. Bây giờ anh cho em 30 triệu là vừa. Cho em 30 triệu là vừa. Cho em 30 triệu là vừa. em lấy căn nhà anh luôn đi nè. Nè, lấy căn nhà của anh luôn. Giá chót 10 triệu. Trời ơi. Cấp thêm vốn 10 triệu cho em. Thôi không sao anh, em có niềm tin. Như vậy là bây giờ số tiền của đội Đài Loan sẽ là 13.500.000 đồng. Câu hỏi số 3 bắt đầu. Xin mời. Cho ưu tiên chọn trước luôn nè. Em mua hết. Mua A1, A2, A3 luôn. Thiệt không? Chơi mua ghê vậy? Liên tiếp vậy luôn đi, anh thấy hay đó. Mua liên tiếp luôn đi em, tại vì mình đâu còn gì để mất. Em thấy lạ lắm luôn á. A1, A2, A3. Chơi. Chốt. Chơi. Mua. Bên đây. Em mua A6 đầu tiên nè. B1. B1. Mua B3 luôn. B3. A6, B1, B3. Gợi ý. Câu ca dao ngụ ý sự tiếc nuối về việc đã đầu tư nhiều công sức nhưng chưa thành công. Trời ơi, anh nói em đó hả? Anh nói tụi em đó hả? Nhưng mà đây nó có nhắc đến một kim loại quý hiếm. Rồi, biết rồi. Mở ô chữ. Im lặng nha, không có bị hở hơi nữa nha.
Star, bên đây có ý gì không? Dạ không anh ơi, chưa ra. Bên đây có đáp án không? Mấy cái từ này là... Em nghĩ là em biết chữ này. Này là... Không có đáp án thì mình sẽ mở lượt mua mới. Dạ đúng. Nhiều tiền mà anh, chơi tới thôi, mua. Bên đây có câu trả lời không? Dạ không anh. Vậy dạ thì không. Chúng ta sẽ mở lượt mua mới ở đây. Mỗi đội được mua thêm 3 ô nữa. Lần này anh mời Mộc Lan mua trước. B2, B8 và A4. Đại Lan, sao nào? Tuy là mình nghèo nhưng mình có phong cách của đại gia. Mình mua... B5, B6, B7. B5, B6, B7 thì anh. B5, B6, B7. Mời ô chữ. Trời ơi, biết câu gì rồi. Lên đánh chiến. Bên đây, bây giờ chúng ta đã hết lượt mua từ nhà tài trợ. Chúng ta có được quyền mua bán qua lại lẫn nhau. Bên đây có muốn mua gì không? Có nhiều tiền nên mua chữ đi em. Rồi, em mua. Thông qua cái game mà sao hay chữ, chúng ta có thể thấy được là từng chữ nó rất là đáng giá. Là mua B5 và mua A2. Bên kia bán bao nhiêu? 30. Không, vẫn còn rất cao. Đằng nào tụi em cũng thua rồi. Nên tụi em muốn làm khó một chút để nó có một cái chút gì đó gọi là sĩ diện đó mà. Rồi bây giờ bán cho 2 triệu thôi. Đằng nào cũng thua rồi. Ok, nếu mà như Phong mua A1 và mua B5. Trời ơi, A1 khó lắm. 15 triệu cũng dễ kiếm đâu. Đúng. Thì một từ là 15 triệu đó. Cái gì? Trời ơi. Ủa nãy giờ em chạy giá vậy mà. Em lật lỏng quá vậy. A1, B5 15 triệu, bán đi. Bây giờ 20 triệu coi như lấy lại một câu. Thôi bán luôn đi, ảnh nói, nghe lời anh. 15 triệu, ok. Đóng A1, B5 bên đây lại. Mở ra bên đây, A1, B5. Thấy chưa? Thấy chưa? Em tính biết mà, từ A1 khó lắm. Nhưng mà giờ bán cũng không biết luôn nè. Sao không biết? Biết mà nên mới bán. Mua thêm em. Từ khó nhất là từ B7. B6. Đằng nào bên đây cũng thua, chỉ cho B7 nè. Bán bao nhiêu? 5 triệu thôi. 5 triệu kìa, rẻ. Ôi trời ơi, khỏe vốn à. Thì đã muốn cho biết rồi, B7. Vô, B7, đóng bên kia lại, mở bên đây ra. Giống A1. Đúng không? Giờ cũng thua rồi. Đúng không? Mua thêm. Thêm là giờ có dạ. Trả lời cũng lỗ à. Tức là mình vẫn lỗ một chút, nhưng mà mình lấy lại cái danh dự của mình, đúng không? B6 là khó. Kia là em đã bán cho 20 triệu rồi đó, giờ có 20 triệu rồi mua lại đi. Mua 15 mà. 20 triệu. Em thấy anh hay không? Em thấy anh hay không? 20 triệu vô tay, hiểu không? Giờ muốn mua là từ gì? Mua A4 đi. A4 khó đó. A4. A4 với B2 đi. A4, B2 bên kia bán bao nhiêu? Mình bán nhau tình nghĩa thôi. Bán đi cũng không ra đâu. Đúng rồi, bán luôn. B2, 15. 5 triệu, A4, 5 triệu. Chốt 5 triệu 2 từ. 2 từ 15 triệu thì ít ra giờ nửa giá đi, 8 triệu hả? 8 triệu. Em ơi, em có biết chứng khoán nó lên xuống thất thường không? 8 triệu 2 từ. 8 triệu 2 từ. Mua không? Dạ mua. Đóng bên kia lại. Mở bên đây ra, A4, B2. Đó. Biết lên gõ chiên. Gõ cái là bỏ được không? Không. Bây giờ lấy 8 triệu đó bán lại cho em chứ A2. A2 hả? Nó mua A2 kìa. Bán là 10 triệu. Bán 15 triệu. 15 triệu. Con cái là thắng rồi. Em cũng còn một chữ nữa đang phân vân. Triệu, tôi bỏ 20 ra giờ mua là 35 triệu. Chơi giờ này lỗ 15 triệu. Chơi giờ này lỗ 15 triệu. Nhưng mà được cái sĩ diện em. Sĩ diện bây giờ nếu bán thì đáng 5 triệu thôi. Đúng 5 rồi. Triệu. Đúng là, cái A5 dòng này là lỗ chắc biết. Rồi đó. Lỗ rồi. A5 em cũng không biết. Đi. Cái này cũng 8 triệu. 8 triệu mua không? 8 triệu là mình bỏ ra 28 triệu mà mới thu vô có 8 triệu là mình lỗ 20. Thôi lỡ rồi mua luôn đi, không mua sao nha. Giao dịch thành công. Đóng bên kia lại, mở bên đây ra, cái từ A2. A2 giống B8 chắc luôn. Cái chỗ này nè là có hai chị em suy nghĩ anh chọn nha. Đây, bây giờ mình phải đánh đi, không còn đường nữa, mình chứ không bây giờ đâu có đường nữa. Thì đúng đánh rồi nhưng mà ý là em hỏi là anh chọn chữ nào. Đừng có cản anh mà đừng có cản anh nữa, đừng có cản anh. Đây là cái câu quan trọng và anh tiết lộ một điều, đội nào mà trả lời đúng câu này xem như đội đó giành chiến thắng chung cuộc. Đúng. Là bởi vì hiện nay số tiền của hai nhà đang ngang bằng nhau sau rất nhiều cuộc thương lượng mua bán. Đọc đi em. Nghe để còn học thuộc. Cứ suy nghĩ đi. Không, thật ra em đoán không ra được rồi, chị sẽ đoán ra được á. Tại vì đúng rồi, chị biết mà hồi đó giờ kêu đều vậy, chị hiểu mà. Rồi, em trả lời luôn. An rồi. Cầm vàng lặn lội sang sông. Vàng rơi không nhặt tiếc công cầm vàng. Cầm vàng lặn lội qua sông. Lẹ đi, trời ơi. Rồi, sang sông đi. Dạ. Chứ An là cho sang sông luôn. Đáp án lần nữa cho được nguyên câu nè. Cầm vàng lặn lội qua sông. Lặn lội sang. Sang á, sang. Anh nghĩ là sang. Em cũng nghĩ là sang. Trinh cũng nghĩ là sang. Đằng nào cũng thua rồi nên gửi cho đẹp, cho thắng đẹp đó.
tự tin lên. Nghĩa là sang sông á, cầm vàng lặn lội sang sông, vàng rơi không nhặt tiết công cầm vàng. Chốt chưa? Chấp nhận như sao giờ? Đây là đáp án không chính xác. Ủa sao vậy Nhân? Sao cái mặt em lại thánh thiện lắm mà? Không chính xác anh. Không. Cái mặt em rõ ràng anh nói bên đó cái chữ sang mà cái mặt ánh mắt triều mến ghê lắm. Tất cả đều là một cái bẫy. Bởi vậy bên đó đã sai rồi. Đây là đáp án sai. Hồi nãy biết tại sao bên đây nói mình nói sai không? Tại vì cái từ bên đó nói là từ lặn á, lặn lội, mà bên đây là mà lội. Cầm vàng mà lội, qua sông vàng rơi không nhặt tiết công cầm vàng. Vàng rơi không nhặt nó hơi vô lý. Tôi không còn yêu anh nữa. Sai rồi đó anh. Không. Cầm vàng không. Mà lội sang sông. Không có vần gì hết á. Qua sông. Hết giờ nha. 5. Em biết rồi. Thì đó vàng rơi xong rồi. Vàng rơi. 2. Không. 1. Vàng rơi không thấy tiết công cầm vàng. Sai. Đó là đáp án không chính xác. Từ vàng cái đã. Bên đây lượt cuối nha. Cầm vàng mà lội sang sông, vàng rơi không lặn tiết công cầm vàng. Chốt chưa? Rồi chốt. Chốt. Đây là đáp án sai. Trời, sai một từ nữa thôi. Bên đại nhân em có muốn gọi chiên không? Có chứ. Bên, không, bên đây là xem như hết lượt trả lời rồi. Ồ. Bây giờ còn lượt cuối cùng của đây thôi. Em có cái cách nào để mở V4 không? Không. Cầm vàng mà lội. Qua xong. Đúng rồi, không thấy là mình rơi, lúc nào mình không biết. Cầm biết rồi luôn, cầm vàng mà lội. 5, cầm vàng mà 4, lội sang qua. Nếu không gọi chiên thì coi như không trả lời. Rõ đi anh, gõ đi. Vàng rơi không 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 lối. Tiếc. À vàng rơi không tiếc. Tiếc không cầm vàng, đúng rồi. Cầm vàng mà lợi, qua sông vàng rơi không tiếc. Tiếc công cầm vàng. Làm gì mà lập đúng, từ vậy? Đúng, chắc chắn. Em chắc chắn. Có nghĩa là mình không có tiếc cái cục vàng, mà mình lại đi tiếc cái công cầm vàng. Yeah, chính xác. Thời của mình tới rồi. Trời thương người lành. Chưa biết đúng hay sai, nhưng mà nãy giờ mình cầm vàng mà lợi qua sông, vàng rơi không tiếc. Tiếc công cầm vàng. Chốt không? Chốt. Đây là đáp án chính xác. Yeah. Câu mà nói về cái sự tiếc nuối, mình phải đọc kỹ cái nội dung. Vì khi mình bỏ qua cái phần nội dung. Đúng rồi anh. Cho nên chúng ta đã mất rất là nhiều tiền cũng như là thời gian cho câu này. Và cuối cùng, tiền còn lại của hai đội như sau. Đội Mộc Lan, các bạn có 28.500.000 đồng. Và đội Đại Lang, bằng cái khả năng mua bán rồi bằng cái mắt mơ màng của giang đại nhân đội của các bạn có số tiền là 43.500.000 đồng. Anh ơi, mình giàu rồi. Mình giàu rồi. Nè, khoan mừng dội đúng không? Nè anh nói mà có vay có trả đời mà em. Ơ chết rồi. Trời nè, có vay có trả chứ đúng không? Thôi anh mượn ít lắm. 43.500.000 đúng không? Thì bây giờ phải trả lại cho anh 10 triệu chứ. Nhưng mà em nè, đưa tay nè, trả tiền nè, tiền tượng trưng. Em không đưa tay được. Tiền tượng trưng. Dạ. 2-3 giờ em trả anh. Rồi anh ghi nhận nha, trừ lại 10 triệu còn 33.500.000 đồng. Vẫn nhiều tiền hơn so với đội Mộc Lan. Cái này á, người ta kêu là người tính không bằng trời tính, phải không em? Em dạ. Cảm giác sao em? Thì nói chung là em sẽ rút kinh nghiệm là sau này mình không được rộng rãi quá. Mình phải biết tiết kiệm hơn khi mình có tiền. Chính vì mình hơi rộng tay, phóng tay chút, cho nên là cái số tiền mình nó còn khiêm tốn hơn so với anh ta. Nhưng chúng ta đã có một cái buổi rất là kịch tính, rất là hấp dẫn cùng với nhau. Biết thêm rất là nhiều những câu ca dao, những câu thơ lục bát mà chúng ta đã có phần nào đó quên đi. Cảm ơn đội Mộc Lan. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng Đại Lang đến với vòng đặc biệt của chương trình Sao Hay Chữ. Dạ thưa quý vị, chúng ta đã đến với Sao Hay Chữ vòng đặc biệt. Vòng này có tên là Chinh Phục Bảng Vàng. Vòng 3 Chinh Phục Bảng Vàng. Vòng 3 có 3 câu hỏi, tổng cộng có 42 ô chữ. Đội chơi được quyền mở 21 ô chữ. Thời gian vừa nghe gợi ý và vừa trả lời là 120 giây. Mỗi câu trả lời trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Nếu trùng khớp cả 3 câu, giải thưởng 100 triệu đồng. Đại Nhân cùng với Nico Lan Trinh đã làm một cú lội ngược dòng ngoạn mục để có thể vượt qua đội Mộc Lan có mặt tại vòng thi này. Đó không phải chỉ là nhờ vào kiến thức, nhờ vào cái trí nhớ của chúng ta, mà còn vào chiến lược, sự tính toán
Đó là cái điều mà rất cần thiết trong chương trình này, và hy vọng rằng các em sẽ tiếp tục dùng điều đó cho vòng thi cuối cùng, vòng thi quan trọng nhất của chúng ta. 42 ô, 3 câu, 1 rút. 21 chữ. 21 chữ xong rồi mình phải đọc được hết 3 câu. Rồi, được chưa? Như vậy là không biết là qua liền. Qua có được quay trở lại không anh? Được. Ok. Thoải mái, thoải mái. Thoải mái. Mời các em nhìn lên màn hình. Mời câu hỏi. Đó, 3 câu đó. 21 chữ kìa. 120 giây ha. Bây giờ các em thích mở ô nào? Thực ra là chia đều đi, tại vì nếu mình nếu hiện lên mình biết là mình biết, mà mình không biết là mình không biết. Nếu mà anh chọn mười mấy câu cho một câu lật hết luôn. Còn từ câu trên xuống câu dưới. Dạ, A1, A2, A3, A4. A1, A2, A3, A4 liền nhau. Câu dưới là gì? B1, B2, B8. B8. B1, B2, B8. Rồi, câu thứ hai. Y chang. Ba câu chi y chang. Y chang vậy. Tại vì mình chơi chiến thuật là nếu mình biết là mình biết, mình không biết là mình không biết, mình đâu có bỏ từ vô được, đâu có thời gian. Chuẩn bị. 120 giây bắt đầu. Mở ô chữ. Gợi ý, câu ca dao đầu tiên thể hiện quy luật về lao động và thành quả. Có làm thì mới có ăn, không dưng ai đem cho gì đó. Không dưng, gió mưa là bệnh của trời. Câu 2, đây là câu thơ của Nguyễn Bính hay được những chàng trai dùng để tỏ tình. Gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi và nàng. Yêu nàng. Tôi và nàng chứ sao tôi yêu nàng. Của tôi thương nàng. Gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Chốt. Của tôi yêu nàng. Chính xác. Yeah, yeah. Trăm năm trăm cõi người ta, chữ tài chữ phận hả? Chữ tài. Chữ tài chữ mới trong năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh hả? Chữ tài chữ mệnh cái gì trời? Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài. Hai câu đầu tiên của Truyền Kiều đó. Có làm thì mới có ăn, không chữ dừng. Chữ tài chữ ủa người đẹp là gì? Chữ tài trong năm trong cõi chữ sắc hả? Chữ tài chữ sắc có nhau hả? Mẹ ơi, không dưng ai có làm thì mới có ăn, không dưng ai mang cái gì tới cho hả? Không dưng có làm thì mới có ăn, đừng nhìn thời gian, có làm thì mới có ăn. Không dưng chữ tài chữ mệnh đi đôi với nhau hả? Khéo là ghét, khéo là khác nhau. Trăm năm cho cõi người ta, chữ tài chữ gần đúng rồi đó. Chữ tài chữ mệnh khéo là khác nhau. Sang chữ thôi đó. Chữ tài chữ gì? Chữ tài chữ đúng rồi. Chữ tài chữ mệnh. Chữ tài chữ mệnh khéo là khác nhau. Chữ khéo sai. Chữ tài chữ mệnh. Khéo là ghét nhau. Trăm năm cho cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Đúng. Và hết giờ. Yeah, hai câu xuất sắc. Không em ơi, ai gì đó. Đây cũng nè, quá. Cái câu đầu tiên nó cũng rất là quen. Mời đáp án. Có làm thì mới quan, không dưng ai dễ đem phần tới cho. Câu này biết mà tự nhiên mình ráp từ không vô. Câu 2, gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng lại gì bị sắc tư phong trời xanh ghê, quen thói má hồng đánh ghen. Đó là cái đoạn đầu tiên trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du ha. Mình xem chút mình sai cái câu đó khi em nói rằng là khác nhau. Cũng may cuối cùng Lan Trình đã nhớ ra đó là cái từ ghét, và đó là đáp án chính xác. Các em đã trả lời đúng được hai câu, 40 triệu đồng. Dạ, thưa quý vị, không ai ngờ được rằng ngày hôm nay đội Đài Lan, mặc dù những dòng đầu thua sắp thua ngửa, chà lết đến nỗi là phải cần đến cái sự dây vốn, vậy mà cuối cùng giành chiến thắng cũng không kém phần oanh liệt. Số tiền thưởng hiện nay các em có là 73.500.000 đồng. Trời ơi, tiền nhiều quá em ơi, làm gì đây? Làm từ thiện đi anh, mình hãy bắt chước anh Nghĩa đi. Dạ, dạ. Từ cái số tài sản còn có 3.5 triệu thôi, anh cấp thêm 10 triệu, gây dựng trở lại cơ nghiệp lên tới 70 mấy triệu. Trời ơi, coi như là đó, 70 triệu là cái tiền mà các em gây dựng được thêm đó. Còn 3.5 triệu là cái tiền nãy còn dư, đúng không? Chúc mừng các em. Và cái điều quan trọng hơn hết không phải là số tiền hôm nay chúng ta đạt được bao nhiêu, mà chúng ta đã có được cho mình lại một cái lượng kiến thức về ca dao, về văn học Việt Nam. Cảm xúc em thế nào Lan Trinh? Dạ em sướng lắm anh, em cảm thấy lâng lơ, em không nghĩ là ngày hôm nay mình được chơi một cái trò chơi mà thể hiện trí tuệ như vậy. Thật tuyệt vời, một cái game rất thuần Việt mà tại sao mọi người lại có thể nghĩ ra một game tuyệt vời như vậy. Thật là cảm ơn tất cả những các anh em hậu. Dạ được rồi. Giống đậu hoa hậu luôn á. Thực sự là khi mà nhận lời tham gia chương trình này á, thì là thi về ca dao tục ngữ em rất là sợ, tại vì nó cũng rất là nhiều bao la. Nhưng mà em không ngờ là cái chương trình này, nếu quý vị khán giả xem từ đầu tới giờ, mới thấy là rất là hồi hộp,
rất là kịch tính, mà cái giá trị của nó cũng mang tới rất là nhiều nữa. Từng chữ mình phải, như là mình phải tốn công sức và tiền bạc để mình có thể học được, để mình có thể nhớ được. Anh nói em thi Hoa hậu, hình như anh thi Hoa dương hay gì. Anh đang trả lời ứng xử. Nên ngày hôm nay thì Đại Nhiên rất là vui khi tham gia chương trình này. Cảm ơn hai em đã đến đây tham gia và đã rất nhiệt tình, cũng như là đội Mộc Lan với sự góp mặt của Phương Hằng và Hồ Việt Trung. Thưa quý vị khán giả, chương trình Sao Hai Chữ xin được phép kết thúc tại đây. Và những cái điều hấp dẫn bất ngờ thú vị này sẽ đến với quý vị khán giả hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Chương trình cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Đại Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Và thưa quý vị, bên bên phải Đại Nghĩa đó là Kim Nhã, Dương Thanh Vàng, Anh Tú và Tuyên Mắt. Bốn đứa em thân thiết của Đại Nghĩa đã đến với chương trình ngày hôm nay. Như Đại Nghĩa đã có nói, chúng ta sẽ có những cái chia sẻ với quý vị khán giả. Cảm ơn nhãn hàng Sacos đã đồng hành cùng với chương trình.